Never forget it. The time when I first worked as a teacher, on the first day of my career, I really want. Trời ơi, sao nãy giờ quá trời luôn mà em không có làm được cái nào hết trơn vậy? Rồi, hôm nay tới đây thôi nha. Nè, em làm ơn đi, em về em học, em coi lại cái bài này đi. Xong rồi ngày mai cô kiểm tra lại cho em đó nha. Ai da! Ôi, cái gì vậy Quang? Đau quá! Con tưởng ông là cái ghế. Trời, trời cái thằng này. Dạ, xin lỗi ông. Dạ, thưa ông. Con về trước nha ông. Ừ, vất vả cho cô giáo quá. Dạ, thưa ông con về. Bye bye chị. Quang. Quang. Dạ ông. Ráng mau lớn nha con. Rồi ông giao công ty cho con làm. Chứ giao cho thằng quỷ đó hả? Ông như ngồi trên đống lửa vậy đó. Dạ, cảm ơn ông. Ơi nè, không lấy điện thoại về hả? Ê! Đúng là đồ nào mới vàng. Ủa, mới qua hả? Đi lên phòng chơi, đi. Nè bạn mình ơi. Bộ cô giáo về kèm tiếng Anh của bạn để qua điện thoại hả? Ừ, bà điên á. Sao tự nhiên chửi người ta điên? Thì bởi vì điên đó, bà bị điên chứ sao? Người ta bình thường đó. Nè, bạn biết nhà của chị đâu không? Ai mà biết. Chị mình đi. Hỏi nhiều quá, đi lên phòng chơi, đi. Mẹ ơi! Không biết sao tìm ta. À, anh ơi, em biết nhà của chị My đó. Em nói gì? À, đã em đã. Quang đi, cô trực tết sắp phải chưa? Đi nhà chị cho anh biết đi. Không, đã em. Quang đi, mua cà lem cho em ăn nha. Thì hả? Thiệt. Đi, 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 thằng điên. Đi. À, anh ơi, nhà này nè. Nhà này hả? Dạ đúng rồi, anh họ tay vô mở cửa đi. Dạ. Là anh phải mua kem nhà em đó nha. Ok ok. Dạ. Phòng chị My đâu em? Đó là phòng của chị My đó. Cảm ơn em nha. Dạ. Chú Julian. Chị My ơi. Chị My ơi. Chị My ơi. Chỉ cần hôn chỉ một cái thôi, con sẽ tình nguyện để bị đẩy xuống địa ngục. Tại sao lại làm cái gì vậy chị? Hả? Đứng lại đó. Đứng lại đó. Em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị, tại em thích chị quá à. Cái gì? Bọn em thích người ta là em có quyền đột nhập vô phòng người ta để em cưỡng hôn người ta hả? Cái gì? Cưỡng hôn? Ai hôn hả? Ai hôn hả? Mối tình đầu, ai cũng phải chịu nhiều đau đớn hết.